Phúc Bình Dương Vlog và Phúc Phước Đức Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em nhé. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc thành công nhé. Mọi người xem clip của Phúc hãy nhấn like và share với subscribe và chuông để nhận thông báo mới và ủng hộ cho Phúc Bình Dương Vlog nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, yêu mọi người nhiều. Đây này các bạn, đây là mấy con chôm chôm này các bạn. Đây các bạn, hôm nay chôm chôm Phúc sẽ chiên nước mắm nha các bạn. Thôi giờ Phúc sẽ làm mấy con chôm chôm này cho nó sạch sẽ nha các bạn. Cắt cánh nọ nha các bạn, để mình chiên nước mắm nha các bạn. Đây nè các bạn, đã cắt sạch sẽ rồi nha. Đây con chôm chôm các bạn. Đây nè các bạn, Phúc đã làm sạch sẽ con chôm chôm như thế này rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chiên nước mắm với đậu phộng nữa các bạn. Đây là đậu phộng, đây là bơ, ớt, ớt các bạn, còn đây là tỏi và nước mắm nha các bạn, đường nữa các bạn. Đây, đặc biệt đây là một cái ly rượu đế các bạn, còn đây là cái máy để xay tỏi xay ớt luôn ra các bạn. Bây giờ Phúc sẽ xay hết ra các bạn rồi để làm như các bạn. Rồi các bạn, Phúc đã xay đây nè các bạn, đậu phộng Phúc đã xay phân nửa nhuyễn nè, ớt, tỏi cũng xay nhuyễn ra luôn các bạn. Rồi giờ Phúc sẽ bắt đầu chiên nước mắm các bạn. Đây là dầu ăn, mình đổ dầu ăn vào các bạn, đổ dầu ăn vào để mình bắt đầu mình chiên nước mắm các bạn. Đây là con chôm chôm để mình chiên cho vàng trước nha các bạn, rồi mình mới cho gia vị vào để chiên nước mắm nha các bạn. Bây giờ mình bỏ con chôm chôm vào dầu để mình chiên cho nó vàng nha các bạn, mình chiên cho nó vàng lên các bạn. Đây nè các bạn, đây là con chôm chôm, nó cũng rất là giống với lại con dế cơm các bạn. Hình dáng nó rất giống với cơm nhưng mà có cái là cái đầu nó khác hơn với cơm các bạn đó các bạn. Nhìn chiên lên nó vẫn có cái hương vị là mùi gì gì mùi dế các bạn. Đây nè, chiên nở vàng như thế này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra để bắt đầu mình chiên nước mắm nha các bạn, tại vì giờ nó đã chín vàng rồi, giòn các bạn. Bây giờ mình lấy ra để mình chiên nước mắm. Đây nè các bạn, rồi bắt đầu mình sẽ phi tỏi ớt vào nha các bạn. Đây là tỏi nè các bạn, phi cho vàng lên nha các bạn, như dừa thôi không cần vàng các bạn, cho thơm thơm thôi. Xong rồi mình sẽ bỏ ớt vào các bạn. Đây là nước mắm nha các bạn, sau đó là đường, đây là đường các bạn. Các bạn ăn khẩu vị sao các bạn cứ nêm như sở thích các bạn nha. Đây là rượu đế nha các bạn, một ly rượu đế. Đặc biệt Phúc không có ăn bột ngọt nên Phúc không có nêm bột ngọt nha các bạn. Còn đây là bơ, mình cho một muỗng bơ vào để cho nó thơm nha các bạn, nó có hương thơm các bạn. Này các bạn, mình đánh cho cái cục bơ nó tan ra, mình sẽ bỏ cái con chôm chôm hồi nãy mình chiên vàng rồi nha các bạn. Mình sẽ ấy lên để cho nó thấm với lại đồ các bạn. Đây là đậu phộng rang xay nhuyễn rồi các bạn, mình bỏ vào. Rất thơm luôn các bạn, cái mùi nó cũng rất giống với con dế cơm các bạn. Rồi
Bây giờ mình tắt lửa đi rồi mình múc ra và dọn ra bàn, mà các bạn cùng dùng bước múc nha. Đây là bữa ăn với con chôm chôm nè các bạn, đã hoàn tất rồi các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn ra luôn các bạn nè các bạn. Đây là con chôm chôm nha các bạn, con chôm chôm ở Tây Nguyên các bạn. Đây là nước chấm nước mắm thấm các bạn, nước mắm nó ăn thật cay ngon. Đây là lá rau thơm. Thôi Phúc xin chúc các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn nha.